Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đến thăm nhà nghệ nhân Tuấn Tú ở Đan Phượng, Hà Nội, và rất là may mắn là lại gặp nghệ nhân Tuấn Tú đang dạy anh Lợi, người cách người cũng gần cùng quê, đúng không ạ, cách có 4 km, và bây giờ chúng ta cùng xem một đoạn mà ông nghệ nhân Tuấn Tú dạy hát. Bây giờ chú hát cái bài trèo cổ đảo hữu cảnh. Yeah. Bây giờ tôi làm mẫu chú nhá. Đây về nghe này, bắt đầu nó cứ vào rất là từ từ nghe nhở. Bởi trèo cổ là khó nhá, cho nên là mình phải bật ruột tâm vẫn biết đi. Lòng âm nay đôi hồ sự sáng bắt đầu là hết nhạc thì em vào nhé, hết nhạc vào này. Đạo ni cõi một ý cành này thơ chúc phim ý ngoan cứ cứ đêm đêm ý nguyệt ni rằng nguyệt nắn bóng mong sao ý tàn sao tàn đi nàng rằng nàng ơi ơi hỡi nàng cứ cứ đêm đêm đi nguyện rằng nguyện lặng đi bóng bóng sao ý tàn này cánh khuya sực nhớ đến khách hồng nhà ý về đi mình trốn trốn cây xanh thời người lá ý xanh ý xanh là cùng cùng xanh nàng rằng nàng ơi ơi hỡi nàng trốn đi trốn cây xanh nay thời lá cùng xanh nay đã đi vì được cành thời lại ý hái lấy hoa cùng y đàn tỳ bài nhá. Bây giờ đây nhá, tôi được rồi, bây giờ đây nhá, em bây giờ đây nhá, bây giờ hát đây nhá, vào nhá, bây giờ không cần mình nghe nhạc nhá, vào nhá, cái ngâm là như thế nhá, cái ngâm là vào nghe tôi vào này, ruột tâm vẫn biết đi ta vương đi lòng ngâm nay ngủ đôi hồ sự sáng đạo lý có một ý cảnh này tơ chúc phim mỹ loan cưới cứ đêm đêm mỹ đấy. Bây giờ em hát cái chỗ này thôi nhé. Đào em hát em ngâm cho tôi nghe cái này, ngâm cho tôi nghe thôi. Em muốn hát một đoạn này thôi nhé. Ruột tâm vẫn viết lên.
sử sang vào đạo lý con một tí cành ngày tơ chúc nguyện đi rằng nguyện rằng bóng bóng sao ý tàn sao tàn ý đấy em hát em phải vào đầu như thế nha. Bây giờ xong khi mà em hát thuộc rồi cơ bản nhất là phải nhịp. Khi vào nhịp xong thì bắt đầu là vi gốc được nhạc, còn hát là coi về sau nhạc là không được. Thế cho nên là nếu là có thiện chí học cái bài đạo lý một cảnh lời cổ này là phải hát đúng lời cổ, bởi vì chúng ta đang lưu truyền gìn giữ cái chèo cổ mà, cho nên là chúng ta phải hát đúng. Thế còn chèo mới thì chúng ta phải hát coi như là theo đúng như cái lời của tác giả hát viết, tác giả người ta viết. Cho nên là các em hát trên karaoke nhiều cho nên các em hơi bị sạc nhá. Đấy coi như là cái chính là thế này, tức là ông vừa nói là nhịp nó quan trọng. Vậy thì cái nhịp thì phải học thế nào để có được cái nhịp nó vững. Đấy cái chính là ông truyền dạy cho bác Lợi cũng như quý vị đang xem cái chương trình này. Đấy, bây giờ như tôi nói nhé, bây giờ cái bài đạo lý của chúng tôi nhé, chúng tôi ngâm thì nó khác rồi. Bắt đầu chúng tôi phải vào cơ bản vào nhé. Đạo lý có một ý cảnh này tơ chúc phim ý loan cười cứ đêm đêm ý. Đấy, nhịp không bao giờ chạy nhé. Đạo lý có một khi chúng tôi không đánh nhạc nhé, khi mà chúng tôi diễn nhé. Đạo lý có một ý cảnh này tơ chúc. Đấy, và em bây giờ cái nhịp là như thế, nhưng mà sau khi mà mình đã thuộc rồi thì mình không đánh được nhịp nữa, bởi vì đánh nhịp ở trong tâm mình nhé, đóng nhịp ở trong tâm mình và cũng không được dậm chân thế này. Khi mình lên sân khấu mình dậm chân là người ta biết. Nhớ cho nên bây vào này, bây giờ như tôi đang không thấy nhịp rồi nhé. Đạo lý có một ý cảnh. Đấy, như của tôi đấy là coi như tôi không có thấy nhịp rồi nhé, tôi không đánh thấy nhịp đâu, nhưng mà của tôi vẫn đủ nhịp. Đạo lý có một ý cảnh này tơ chúc phim mỹ loan cưới cứ đêm đêm ý. Đấy, đấy là coi như về trong này. Bác Lợi thì thấy cái bác học trèo này thì khó cái gì? Vâng, cái trèo này thì nó thật là rất là khó, thế nhưng mà em rất kiên trì để học bằng làm sao mà được để di truyền. Ý là nếu mà bác thấy rất là khó thì bác khó nhất là cái gì? Khó nhất là cái cách nguyến này, đúng cách rồi. Dung giọng, đúng rồi, và nhịp phách đúng không? Nguyến hay là phải dung được cái giọng nguyến này nó thật hay thì nó mới nổi được cái bài hát. Biết là thế nên mà em phải học rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa thuộc lắm. Bác học là thầy cũng nhiều lâu chưa? Được khoảng độ nửa năm nay rồi. Vâng, được mấy bài rồi? Vâng, được 4-5 bài rồi. Vâng, bây giờ là cái việc mà hai thầy trò nói nãy giờ là rất là bạn ý rồi. Bây giờ hai thầy trò hát lại thầy trò lý đầu đuôi nhá. Vâng. Để cho mọi người cùng thưởng thức để tiếp tục cái buổi ca và cũng mong rằng là sẽ có nhiều quý vị khán giả hỏi tiếp để nghệ nhân Tân Tú sẽ tiếp tục giải thích và tiếp tục sẽ mang cái lời ca tiếng hát để phục vụ những người nha. Nha bây giờ tôi với chú cùng hát. Vâng. Nha chú coi vậy là chưa thạo lắm thì mình sẽ theo. Vâng. Bây giờ tôi xin ngâm cho bắt đầu cùng vào nhé. Bây giờ em kể cả em cũng ngâm. Vâng. Suốt tám năm vẫn vì thế này ta vừa
lòng ngâm nay ngủ đôi luôn rất cảm ơn hai thầy trò. Vâng, cái buổi
Và xin rất là vui. Xin chúc chú chú với lại các bạn luôn khỏe. Và nếu mà có khán giả nào yêu cầu để hát thì có lẽ em tiếp tục quay và sẽ hát tiếp cho mọi người. Vâng, xin chào. Cảm ơn Soạn Giảng và xin chào tạm biệt.